Em chào cô chú và anh chị yêu lan trên toàn quốc Hôm nay là phiên bán hàng ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023 Chia sẻ với cô chú anh chị mình nhiều những cái mặt bông đẹp Mà giá cả thì rẻ, hợp lý Mặt bông thứ nhất là chia sẻ với cô chú anh chị mình Bông Long Phụng Bông Long Phụng Thì đặc thù của bông Long Phụng này nó có cái khuân bông màu xanh và lưỡi của nó thì trắng đây là một trong những cái bông mà nhìn uh, uh, cái cái độ thanh thoát của bông rất là cao đặc biệt là đối với lại cái dòng long phụng này thì nó có một cái màu màu cái sọc của nó là sọc nhỏ và nhìn màu của nó màu vàng nhạt nhìn cây rất là tươi tắn thì cái mã đầu tiên chia sẻ với cô chú anh chị mình mã 92 Long Phụng nó gồm có hai thân cộng với một măng. Hai thân cộng với một măng và mặt bông của nó tương đối đẹp nên măng nó đây này. Đấy, mặt bông long phụng đây. Thì mã đầu tiên chia sẻ với cô chú anh chị mình hai thân một măng long phụng với giá là 600k. 600k. Mã thứ hai cũng là long phụng để cô chú anh chị mình về làm tác phẩm. Mã này nó gồm có bốn thân bốn thân và nó cũng có măng và nhiều mầm bốn thân có măng và nhiều mầm thì chia sẻ với cô chú anh chị mình mã này là mã 83 mã 83 bốn thân một măng mã này thì cô chú anh chị mình về làm tác phẩm rất là đẹp mã này là triệu một triệu mốt sang nó một cái dòng thứ hai đó là một cái mặt bông à, song ỉ hồng mai đây là bông bầu cánh mai và đặc biệt là nó có màu hồng. À, đây là bông song ỉ hồng mai. Bông uh, cánh mai và có màu hồng. Thì chia sẻ với cô chú anh chị mình cái mã này. Một thân một măng. Và thân này nó rất là tơ và lực. Tơ lực. Song ỉ hồng mai, mã này là mã 98. chia sẻ với cô chú anh chị mình mã này là 560k bình thường là mã này em bán 600k đấy bán trên clip thì cũng bớt chút cho uh, cô chú anh chị mình mã 98 song hỷ hồng mai mặt bông của nó bầu cánh mai cực kỳ đẹp với giá là 560k sang đến một cái uh, Dòng tiếp theo. Đó là bông hồng ngọc. Đây là bông hồng ngọc. Mời cô chú anh chị mình ngắm cái bông hồng ngọc. Bông hồng ngọc đó là một bông tương đối dị. Đẹp. À, bông hồng. Và cánh sen. Bông hồng cánh sen. Đặc biệt là các cánh của nó thi thoảng nó có điểm khuyết. Cũng tạo ra một cái mật bông nó đẹp. Độc. Dị. Thì cái hồng ngọc này chia sẻ với cô chú anh chị mình có hai cái mã thứ nhất là mã này mã này nó có hai thân và một măng gần bằng thân một măng gần đạt thân rồi thì chia sẻ với cô chú anh chị mình mã này là mã 85 bông hồng ngọc bông hồng ngọc bông đẹp độc dị Đấy bông cánh sen nhé bông cánh sen màu hồng và mà nó có một cái điểm khuyết Đấy, bông thì dày mã 85 chia sẻ với cô chú anh chị mình 860k cũng một cái mã nữa đó là hồng ngọc cũng là hồng ngọc Đấy, thì chia sẻ với cô chú anh chị mình một cái mã hồng ngọc tiếp theo là mã 86 mã 86 thì nó có 3 thân và một măng ba thân một măng thì chia sẻ với cô chú anh chị mình mã này là 1 triệu hai ba thân một măng đối Với với lại hồng ngọc đặc biệt là chia sẻ với cô chú anh chị mình một cái mặt bông có thể coi là bông vip bông này là bông vip mà thân lá đẹp và bông đẹp thì đối với cái loại này ấy, nó là thân năm tố thì nó vừa chơi thân lá vừa chơi sọc này vừa thân lá sọc mà mình vừa chơi hoa hoa quả thần năm tố thì cái dòng này nó cũng là một trong ít dòng là đột biến cả lá lẫn hoa hoa nó là dòng đột biến an ba thần Long tố thì chia sẻ với cô chú anh chị mình mã này là mã số 15 mã 15 nó gồm có hai thân và một măng to thần năm tố thì chia sẻ với cô chú anh chị mình mã 15 này là 1 triệu 2 dòng này là dòng VIP nó vừa chơi hoa vừa chơi thân lá tiếp theo là đây nó là một cái dòng mà một trong ít những dòng cánh ma cánh cánh sen đó. đây nó là tân phẩm tố hà tân phẩm tú hà thì nhà em cũng đầu năm cũng bán rất là nhiều đối với này cây nó đang hoa đấy tân phẩm tố hà riêng cái dòng này nó có đặc thù rất là sai bông rất là sai bông và bông là cánh mai đẹp bông này thì gọi là nó có hai cái tên có thể gọi là tân phẩm tú hà hay có thể gọi là nhất phẩm tú hà đều được thì đối với cái này cái mã này thì chia sẻ với cô chú anh chị một cái thân thân này thì cực kỳ triển vọng nó có một thân và hai măng to một thân hai măng to để chia sẻ với cô chú anh chị mình mã này mã 11 này là 680k 680 cho một thân hai măng đây là cái mã mà tiềm năng cô chú anh chị mình có thể sưu tầm cũng tiếp theo đó là tân phẩm tố hà thì đối với cái mã này nó lại hai thân một măng to hai thân một măng to Đấy, tân phẩm tố hà hoặc là nhất phẩm tố hà ai bên này có một măng nữa này thì cũng lấy bằng giá đây thôi thì mã này là mã 08 tân phẩm tố hà thì chia sẻ với cô chú anh chị mình mã này là 1 triệu 2 đây, mặt bông của tân phẩm Tố Hà đây một uh, mặt bông của tân phẩm Tô Hà Đấy, hai thân và một măng to một măng nhỏ là 1 triệu 2 tiếp theo một chia sẻ với cô chú anh chị mình một cái mặt bông siêu đẹp và rất là hiếm trên thị trường đó là phượng múa cửu thiên bông phượng múa cửu thiên nó là một cái mặt bông hiếm trên thị trường thì chia sẻ với cô chú anh chị mình đây cái mặt bông đó đây mặt bông của nó nó, nó là bông sáu cánh ba cánh ngoài và cái lưỡi của nó cũng biến thiên thành cánh bông cực kỳ đẹp chia sẻ với cô chú anh chị mình mã này mã 51 với giá là ba thân ba thân với giá 3 triệu cái dòng này thì nhà em cũng rất là hiếm rất là ít cô chú anh chị mình có nhu cầu thì nhắn zalo cho em số 0912 408397 và cô chú anh chị mình like và đăng ký kênh để ủng hộ nhà vườn. Rất là cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi livestream.